Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông 2024 diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo nhận định chung, đề thi văn và toán tương đối vừa sức với thí sinh. Số lượng thí sinh đăng ký môn thi ngữ văn tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 85.700, vắng 323 thí sinh. Có hơn 86.700 thí sinh dự thi môn toán, vắng 255 thí sinh. Một thí sinh vi phạm do mở tài liệu thu nhỏ là thí sinh tự do tại môn văn. Số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi tại thành phố Hồ Chí Minh giảm so với năm 2023. Kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 162 điểm thi. Các điểm thi được bố trí trải khắp các quận huyện và được phân bổ dựa trên số thí sinh tại các địa bàn.